Bạn đang muốn tra cứu nhanh toàn bộ thông tin dịch vụ Internet truyền hình đang sử dụng. Bạn cần có một bảng tổng hợp hết tất cả các dịch vụ thay vì phải kiểm tra từng hóa đơn riêng lẻ. Hãy đăng nhập ứng dụng MyViettel để xử lý băn khoăn trên chỉ trong tích tắc. Với MyViettel, bạn có thể tra cứu khuyến mại đang sử dụng, lịch sử cước đóng trước và cách thực hiện thanh toán cước trên MyViettel. Các bạn hãy thao tác theo hướng dẫn sau để tiến hành tra cứu thông tin. Bước 1. Bạn đăng nhập ứng dụng MyViettel bằng cách chọn dịch vụ mình cần tra cứu, sau đó nhập các thông tin cần thiết. Thật tiện ích là ứng dụng MyViettel hỗ trợ tính năng đa tài khoản. Nếu bạn hòa mạng nhiều dịch vụ trên cùng một chứng minh nhân dân, thì bạn có thể linh hoạt chuyển qua các tài khoản khác nhau để tiện tra cứu mà không cần phải đăng nhập nhiều lần. Bước 2. Sau khi đăng nhập, trên trang chủ bạn sẽ thấy mục khuyến mại đang sử dụng. Tại đây sẽ có các thông tin về chương trình khuyến mại như tên gói khuyến mại, thời gian hưởng khuyến mại và giá cước thuê bao sau khi hết khuyến mại. Xin lưu ý, nếu dịch vụ bạn đang sử dụng không có khuyến mại, mục khuyến mại đang sử dụng sẽ không được hiển thị. Bước 3. Để thanh toán cước cho các dịch vụ, bạn có hai lựa chọn: nạp cước qua thẻ cào hoặc Bank Plus. Với lựa chọn thanh toán qua thẻ cào, tại cửa sổ nạp cước bằng thẻ cào, bạn cần nhập mã thẻ cào và nhập mã bảo mật được hiển thị phía bên ngoài của màn hình, sau đó chọn nạp tiền, như vậy là xong. Với lựa chọn thanh toán qua Bank Plus, hệ thống sẽ tự động kết nối đến ứng dụng Bank Plus trong máy của bạn và bạn chỉ việc thao tác thanh toán trên ứng dụng Bank Plus như thông thường. Ví dụ, bạn muốn thanh toán cước cho dịch vụ FTTH, bạn sẽ tiến hành như sau. Trước tiên, tại màn hình trang chủ của ứng dụng Bank Plus, tại mục dịch vụ viễn thông, bạn chọn Internet ADSL. Tiếp theo, bạn chọn Internet Viettel rồi nhấn kiểm tra. Ở đây bạn có thể chọn đóng nợ cước hiện tại hoặc đóng cước trước. Với lựa chọn đóng nợ cước hiện tại, bạn nhập số tiền nợ cước hiển thị của tài khoản. Với lựa chọn đóng cước trước, bạn chọn thời gian muốn đóng trước là 6 tháng, 12 tháng hoặc 18 tháng. Sau đó bạn nhấn thanh toán. Tiếp đến bạn cần chọn tài khoản để thanh toán rồi nhập mật khẩu Bank Plus. Sau đó nhập mã xác nhận và nhấn gửi, như vậy là xong. Nếu dịch vụ bạn sử dụng có khoản cước đóng trước, bạn có thể kiểm tra lịch sử cước đóng trước trong phần lịch sử cước đóng trước tại màn hình trang chủ. Tại đây sẽ có thông tin về số tháng đóng trước, tổng số tiền đóng trước và số tiền cước đóng trước tương ứng của một tháng. Như vậy, Viettel vừa giới thiệu cho các bạn cách sử dụng tính năng tra cứu thông tin dịch vụ Internet, truyền hình, điện thoại trên MyViettel. Hãy tải ứng dụng MyViettel để trải nghiệm ngay hôm nay. Chúc bạn sử dụng thành công các tính năng trên.